Trời đất ơi, tối khuya rồi mà mày dẫn tụi tao vô rừng khuya khoắt này làm gì vậy Huy Đắp ơi? Hôm nay tao dẫn tụi bay đi tìm con gọi là Smurf Cat hay còn gọi là mèo si chum. Cái gì Smurf Cat hay là mèo si chum mà cái con đó nó có thiệt không vậy? Làm gì là nó có thiệt được chứ, đúng rồi đó. Vậy là tụi bay không có biết rồi. Đây chính là khu rừng trong truyền thuyết mà có mèo si chum đó. Trời ơi, mày nói có thiệt không vậy? Nếu mà có thiệt trong này, nếu mà lỡ tụi mình gặp nó cái nó ăn thịt mình luôn sao? Đừng lo, con mèo xì chum đó nó không làm hại gì mình đâu. Hả? Có tiệt không vậy trời? Nghe nguy hiểm quá anh em ơi. Khu rừng mà trong truyền thuyết có mèo xì chum đó, các bạn ơi, Huy nó đã tìm hiểu và nó dẫn tụi mình tới đây đó. A few moments later. Trời đất ơi, đi tới khuya tối luôn rồi mà sao chưa thấy con mèo xì chum nào đâu. Trời ơi, Huy nó lừa tụi mình đây sao rồi các bạn ơi? Chắc nó trốn kỹ rồi đó, đi tìm thử xem coi. Trời đất ơi, biết kiếm nó ở đâu giờ các bạn ơi? Chắc tôi nghĩ là cái thằng Huy nó lừa mình đó chứ, trong này làm gì có mèo xì chum trong cái khu rừng này. Đúng rồi, thằng Huy nó lừa mình mà, đi về vậy là mèo xì chum không có thiệt rồi, đi về thôi. Ê, tụi bay có cái lỗi gì nè? Có cái lỗi vậy, cái gì vậy? Sao chỗ này nó có một cái gì đó xanh xanh dữ vậy ta? Đúng rồi, tìm thấy rồi nè. Đây chính là hang ổ của mèo xì chum. Cái gì? Mày nói thiệt không vậy? Trời, tao nói thiệt mà. Trời, mấy con mèo xì chum nó hay trốn trong mấy cái hang màu xanh này nè. Nếu không tin tao nhảy vô tụi bay coi nè. Trời ơi, trong này thiệt nè tụi bay ơi. Ôi, có thiệt nè. Có thiệt, có mèo xì chum thiệt sao? Đúng rồi, nhưng mà sao nó bự quá vậy? Cô ơi, cô ơi. Có gì vậy? Trời ơi, tao thấy được mèo xì chum ơi, chạy đi, tao giỡn tao chạy lại đây. Làm gì có con biết. Con mèo xì chum thiệt kìa các bạn ơi. Nó được theo tụi mình kia ơi, chạy thôi, chạy. Mèo xì chum là có thiệt kìa ơi. Nó không chỉ có thiệt mà nó còn bự chân chân luôn nữa, chạy đi mọi người ơi. Cắt đuôi được con đó. Cắt đuôi được con mà các bạn ơi. Thấy chưa, tại là Huy Đắp nó lại báo anh em tụi mình, nó lại rủ tụi mình đi làm cái gì vậy trời? Tao biết gì đâu, tao tưởng nó hiền mà. Hiền cái đầu mày đó bự cái gì mà nó như nó muốn ăn tươi nước sống tụi mình luôn á trời. Ôi, như đằng sau tụi mình có cái gì kìa em ơi. Anh em gì kìa, hình như ở đây là một cái căn nhà gì vậy? Đây chỉ là căn nhà của mèo si chum ta. Ôi, nhưng mà mèo si chum nó ở trong cái hang màu xanh kia mà sao ở đây được chứ? Cửa chặn hết trơn rồi, cửa của nó là cái lá này coi, nó chặn hết rồi, không có vô bên trong được rồi. Không biết tôi đụng rồi thì nó có gì không ta? Hãy chờ. Ôi, hình như cái gì? Ôi, hình như nó có. Nhưng mà bên trong là cái gì vậy? Bây giờ chúng ta có nên đi vô đây không anh em, lỡ nguy hiểm ra. Hình như có mèo si chum tới rồi kìa. Chạy vô đóng cửa lại đi mày, nó tới kìa, đóng cửa lại. Nó đi rồi. Vậy là nó không có vô được cái căn nhà năm này các bạn ơi. Cái gì ở giữa vậy? Ủa, trời. Đúng rồi, tự nhiên có một cái quả bóng gì ở giữa, nó đang chảy nước xuống vô trong cái cây gì này nè các bạn ơi. Rốt cuộc cái này để làm gì vậy? Không biết cái này để làm gì đâu. Bỏ vô cái máy nhạc thử coi. Bỏ vô máy nhạc để mình thử coi các bạn, để sao nó ra cái gì đây. Hãy ui, hình như nó có tiếng gì đúng không ta? Theo các người nghe được cái băng băng này, có nghĩa là mèo xì chum đang truy đuổi các người. Đúng rồi. Sao cái người này biết mình nói hay vậy? Tôi là người đã khám phá khu rừng này. Tôi đã ghi chép tất cả mọi thứ vào đĩa băng này và tôi phát hiện ra khu rừng này bị ám bởi mèo si chum. Chết rồi, vậy là có thiệt rồi, vậy là tụi mình đã bị kẹt trong khu rừng rồi, giờ làm sao để không bị mèo si chum bắt đây? Cách duy nhất để trốn thoát khỏi mèo si chum là phải ở trong căn nhà đập ba, luôn nhớ hãy để cửa đóng, nếu không mèo si chum sẽ vào trong. Vậy là an toàn rồi mọi người ơi. Là cánh cửa này làm bằng lá nên hãy tưới cho nó trước khi nó bị khô héo. Nhưng cái cửa này làm bằng lá, nếu không có nước thì nó sẽ khô héo mất. Nhưng mà làm sao để tưới nước cho nó bây giờ? Có một cái bóng nước ở giữa cái cây, cấp toàn bộ nước cho nguyên cái cây này. Cái cậu giữ nước càng lâu thì cái cậu sẽ sống càng lâu. Nhưng mà nước trong đó nó sẽ cạn dần, là chúng ta phải gọi là lấp đầy cái nước này liên tục luôn đó anh em ơi. Phải có cái nào đó để hạ ở trong này, nhưng mà mình phải đánh bại được mèo si chum chứ. Và cách duy nhất để đánh bại si chum đó chính là cái gì? Hình như cái đĩa nó cũ quá nên nó bị cắt ra khúc đó rồi. Trời đất ơi, đúng lúc cần thiết. Nghe cách đánh bại thì nó không có nói được, nó mới chỉ cách giữ an toàn thôi à. Ê Toga, hình như cái lượng nước nó đang giảm dần kìa. Đúng rồi, các bạn nhìn kìa, cái lượng nước có một cái thanh nước ở trên cùng nó đang giảm dần kìa. Nếu mà nó hết một cái là coi như những cái cây này nó sẽ héo, thì những cái cửa nó sẽ mở và những cái con mèo si chum nó sẽ tấn công mình. Vậy bây giờ chúng ta phải đi kiếm nước thôi anh em ơi, nước anh em ơi. Chị đã bị có bình nước này các bạn, được rồi, hay lắm, hay được rồi, mình quăng vô nè. Hãy chào. Ôi, được rồi, nó tao ơi, chị đã bị còn bình nước nữa không? Nhanh lên, không là nó hết bây giờ. Hãy chào. Được rồi, vậy bây giờ tôi hiểu rồi các bạn, chúng ta phải chia nhiệm vụ ra thôi. Sẽ có một người phải đi ra ngoài rừng kim, đi lấy nước, sau đó về cung cấp nước cho cái cây này. Sau đó hả, chúng ta sẽ cố gắng duy trì trong này cho tới khi chúng ta tìm được cách đánh bại con mèo si chum kia. Vậy thì ai đi lấy nước trước bây giờ? Huy Đắp là người đi lấy nước.
Hả? Tại sao là tao? Tại vì mày chính là người gây ra chuyện này. Mày rủ tụi tao đi vô khu rừng này, nên bây giờ mày phải chịu trách nhiệm. Mày đi lấy nước đi mày. Ôi biết rồi. Ồ Huy nó đi kia lấy nước rồi kìa các bạn ơi. Tôi canh cửa cho okay, nè. Ok, dắt canh lúc nào Huy về là đóng cửa lại liền, coi chừng con mèo xì chum nó vô. Trên này nó có một cái ban công để mình có thể quan sát xung quanh đó mọi người. Được rồi, để tôi lên tôi coi. Đúng như mình nghĩ, trên này nó có một cái ban công đó mày. Được rồi, tôi sẽ đi ra để nhìn xung quanh xem thử mèo xì chum nó có ở gần đây không mọi người ơi. Trời ơi, tức thiệt chứ, phải đi múc nước nữa. Trời ơi, mình thấy được Huy nó mới là đứng múc nước tội nghiệp chứ kìa. Ôi, trời mình thấy từ đằng xa sau là Huy nó múc nước kìa. Đằng sau là con mèo xì chum Huy nó bơi ra rồi, Huy nó không nghe mà Huy nó bơi đằng sau kìa. Trời ơi, mình không là sự Huy đập rồi các bạn ơi. Trời ơi, như vậy nó đang đi tới kìa, nó bơi cẩn thận kìa. Sao vậy? Huy nấp trong khi đi lấy nước, Huy nấp đã bị mèo xì chum bắt đi rồi. Nước nó cũng đang giảm mà Huy nấp là người đi lấy nước giờ sao đây? Giờ ông canh cửa đi, tôi đi lấy nước chờ cho mọi người chết cả đám. Ok, dạ. Bye bye tôi gà, tôi đi đây okay, nha. Ok, dắt thượng lộ bình an nha, nhớ okay. Là đừng để bị bắt, kiểm tra những cái cửa xung quanh xem thử mèo xì chum nó có tới không. Trời đất ơi, ghê quá, hy vọng dắt không sao. Lượng nước nó sắp giảm rồi kìa mà dắt còn chưa về nữa trời ơi. Em nghĩ là sợ em dắt bị bắt rồi. Bây giờ chúng ta mà không đi lấy nước nữa là chúng ta chết chung luôn rồi. Chị đã bị ở nhà nha. Chị ra những con gà. Thôi nhưng mà đi nhớ về nha. Ok em đi rồi. Bây giờ em đi kiếm dắt cái lại. Em đi lấy nước rồi. Chị đã bị ở nhà vui vẻ nha. Em đi đây. Tôi phải chạy tìm bà nhanh. Tại vì lượng nước nó đang giảm nha rồi kìa. Bây giờ chúng ta phải kiếm cái chỗ hình như hồi nãy là Huy nấp lấy nước bên này nè. Các bạn chúng ta phải lấy nước. Nhưng mà quan trọng là dắt không biết dắt đâu rồi nữa trời ơi. Chết rồi, nhưng mà mình quên đem xô rồi. Làm sao mà lấy nước trời ơi. Sao mà ngu vậy trời ơi. Sao mình nghe tiếng gì sột soạt vậy. Đừng nói là mèo xì chum. Hết cả hồn rồi sao ông hù tôi. Tôi tưởng ông bị mèo xì chum bắt đi rồi. Không mà nãy tôi lấy được rồi. Mà thấy mèo xì chum nó gần nhà cho nên tôi không dám về. Dắt đã lấy được nước rồi. Vậy nên bây giờ chúng ta về nhanh. Lượng nước nó sắp cạn rồi đó dắt ơi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nhà nấm đó thôi. Thời gian sắp hết rồi kìa. Lượng nước sắp hết. Ôi mèo xì chum sau lưng kìa. Mở cửa tôi em, mở cửa tôi em. Dắt lên mèo xì chum nó sắp tới rồi. Mở cửa ra. Được rồi, đi vô đây rồi. Thôi được rồi, đóng cửa lại đi rồi. Đóng cửa lại nè. Nhanh lên đi tôi gà. Nước sắp hết rồi. Thôi nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết được cách đánh bại được nó. Người nhớ canh nước nghe, khi nào nước gần hết rồi báo tôi đi lấy tiếp nha mọi người. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn xung quanh xem thử. Trời ơi, nước nó vẫn đang giảm kìa các bạn ơi. Ôi, nó kìa các bạn ơi. Bây giờ nước ơi, nó đang đứng nhìn mình kìa. Biết nó có thấy tụi mình. Nó lấy tụi mình kìa, ghê quá các bạn. Nhưng mà nếu nó đứng trước cửa vậy thì làm sao tụi mình đi ra lấy nước. Bây giờ mình phải xuống báo cho mọi người biết mới được. Mọi người ơi, có chuyện gấp nữa rồi. Cái chuyện gì vậy? Bây giờ con mèo xì chum nó đang ở ngoài, nó canh tụi mình, không cho tụi mình đi lấy nước rồi. Bây giờ phải làm sao đây, chị đã bị thấy không? Trời ơi, bây giờ phải có một người làm mồi nhử thôi mới được. Dụ nó chạy theo một người còn lại đi lấy nước chứ sao nữa. Cũng hợp lý vậy. Thôi lần này để chị đi cho, nãy giờ mấy đứa làm rồi. Trời ơi, có ổn không vậy? Bây giờ chị ra chị dụ nó hả? Lỡ nó bắt được chị thì sao? Không sao đâu, người chị nhỏ chị chạy lẹ lắm. Vậy bây giờ em đếm 1, 2, 3 cái là chị dụ nó liền nha. Tụi mình đã chuẩn bị xô để khi chị đã bị dụ nó xong đấy là tụi mình sẽ đi lấy nước nha các bạn ơi. Được rồi, bây giờ em đếm 1, 2, 3 cái là chị dụ nó liền nha chị đi. 1, 2, 3 okay. Được rồi, dụ nó đi. Con quỷ xì chum xấu quá. Chỗ bắt cô
qua đây coi. Chúng ta phải qua bên cái kia, lên 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 lên. Thôi, trời ơi, mày đừng có lại đây. Bắn trái tim nó đi, chị đã bay rồi. Đập trái tim nó. Nó nuốt vô bụng, cho bụng nó xanh lẹ. Trời ơi, bụng nó xanh lẹ luôn, đúng rồi. Sao gì ghê quá vậy trời. Trời, đúng là con si chum này đáng sợ mày thiệt. Mày đáng sợ, mày còn đủ cho tao vô đây làm cái gì. Mày báo qua biết nó bay. Thôi được rồi, đi về tôi đã bay lần sau là đừng có đụng vô mấy cái khu rừng này nguy hiểm này nghe chưa. Ê, tao mới phát hiện được một cái khu rừng có con chó si chum nè. Cái gì, con chó si chum bay vô mày vô qua nó bay đi. Và nếu các bạn muốn coi về mèo si chum hay là smup cá thì các bạn hãy comment ở dưới. Còn bây giờ thì các bạn muốn coi một video khác về đừng mở cửa thì các bạn cũng bấm vô đây để coi nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người đi, để mình xử lý huy đất cho nó bóng. Bye bye, bye.